vì sao có hiện tượng biển người viếng chùa Tam Chúc? Hình ảnh biển người đông nghẹt tại khuôn viên chùa Tam Chúc hôm trung tuần tháng 3 lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, khiến dư luận đặt câu hỏi về nhu cầu tâm linh và việc xây dựng những ngôi chùa to lớn hoành tráng mang lại gì cho xã hội. Chùa Tam Chúc hiện được quảng cáo là ngôi chùa lớn nhất thế giới, được xây dựng trên nền ngôi chùa Tam Chúc cổ tự với niên đại hơn 1.000 năm. Báo Dân Việt dẫn lời Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trụ trì chùa Tam Chúc cho biết, ngày cao điểm thường có khoảng trên 10.000 người, nhưng hôm 14 tháng 3, lượng khách tăng đột biến khiến nhà chùa rơi vào thế bị động. Thống kê có khoảng 50.000 du khách. Để chở khách tham quan vào chùa, hơn 400 xe điện hoạt động liên tục, song không thể đáp ứng nhu cầu. Ban quản lý chùa Tam Chúc phải tăng cường thêm 30 xe khách loại 45 chỗ, đồng thời 3 lần dừng bán vé xe điện, vé thuyền để giảm tải khách. Ngoài việc lo ngại dịch Covid bùng phát, dư luận xã hội đặt câu hỏi, liệu đi chùa như đi chợ như thế có phải hoàn toàn là do nhu cầu tâm linh hay không? Thượng tọa Thích Vĩnh Phước, thành viên Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chia sẻ với Đại Á Châu Tự Do rằng chế độ Cộng sản đã tìm cách đè nén niềm tin vào Phật, vào Chúa trong nhiều thập niên. Họ đã không thành công, nay chính quyền tìm cách đáp ứng nhu cầu tâm linh bằng những khu du lịch tâm linh, nhưng chẳng qua chỉ là những dự án thương mại. Trong khi các tổ chức tôn giáo độc lập như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, những tăng đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn bị đàn áp, nên người dân không thể học hỏi, tìm hiểu được về đạo Pháp từ những người chân tu. Chính điều này đưa con người đến mê tín dị đoan. Vì mê tín hay vì không có được sự hướng dẫn từ những lãnh đạo tinh thần chân chính, người dân dễ bị thu hút vào các cấu trúc vĩ đại, lộng lẫy như chùa Tam Chúc, chùa Bái Đính. Chùa Tam Chúc được xây dựng với vốn đầu tư là 11.000 tỷ đồng, cất trên diện tích 5.000 hectare. Chủ đầu tư là nhà kinh doanh Nguyễn Văn Trường ở Ninh Bình. Chùa Tam Chúc cũng như nhiều chùa lớn do doanh nghiệp Xuân Trường của ông Nguyễn Văn Trường quản lý đã bị chỉ trích là những khu tâm linh do doanh nghiệp xin cấp đất từ địa phương, thời hạn khai thác lên đến 70 năm. Thầy Thích Vĩnh Phước nói thêm, trong việc xây dựng những khu du lịch tâm linh, chùa Chiền với tầm quy mô như chùa Tam Chúc được mệnh danh là chùa lớn nhất Đông Nam Á, không những là phá rừng phá núi để xây dựng mà hoàn toàn đi ngược với tinh thần Đức Phật là hòa nhập với thiên nhiên, từ bỏ cung vàng địa ngọc, những thứ vật chất. Thầy giải thích, ví dụ như ngôi chùa biểu tượng cho văn hóa ở miền Bắc là chùa Một Cột. Họ chỉ cần một ngôi chùa rất nhỏ thôi, nhưng thể hiện cho cả một tôn giáo ở vùng đất thủ đô Thăng Long ngàn năm văn hiến. Để đáp ứng nhu cầu tâm linh, thì một ngôi chùa phải có cái hồn, cái gì đó mang tính thiêng liêng. Cái đó không thể có bằng việc xây dựng ngôi chùa thật to, hoành tráng, mà nơi đó phải có những vị tu hành, những vị chân tu, những con người sống có tâm hướng thiện, cảm ứng được những điều vi diệu mà sự giao thoa giữa cõi chúng ta đang sống và những cõi thiêng liêng nữa. Thầy Thích Vĩnh Phước nói, nếu ý thức được một phần đất của chùa Tam Chúc là nơi đã từng giam giữ các vị lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, như là cố Đức Tăng Thống Hòa Thượng Thích Quảng Độ, thì Phật tử có lẽ sẽ nghĩ lại. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện thì cho rằng, các công ty du lịch nắm bắt được tâm lý khủng hoảng lòng tin của người dân Việt Nam nên quảng cáo rất mạnh hình thức du lịch tâm linh. Người dân không còn biết tin vào đâu nữa và họ cảm thấy cuộc sống của họ có nhiều bất trắc, rủi ro, cả trong công việc làm ăn lẫn trong cuộc sống. Họ phải tìm một niềm tin ở tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Do đó, mấy năm gần đây, nhiều ngôi chùa to lớn mới được xây lên và được báo chí tung hô rất nhiều, ví dụ như chùa Bái Đính, chùa Ba Vàng, chùa Tam Chúc. Nhưng hoạt động của những ngôi chùa này thực sự không phải để tôn vinh đạo Pháp và hoàng dương Phật Pháp, mà hoạt động giống như những công ty du lịch văn hóa tâm linh. Trong một trang mạng quảng cáo về du lịch trong nước, chùa Tam Chúc được giới thiệu là quần thể khu di tích chùa Tam Chúc, ngôi chùa lớn nhất thế giới với các hạng mục cổng Tam Quan, vườn Cột Kinh, điện Tam Thế. Bước qua hàng cửa gỗ, chạm khắc tinh xảo, phía trước là 3 pho Tam Thế đại diện cho quá khứ, hiện tại và vị lai. Đoàn sẽ tham quan điện Pháp Chủ, điện Quan Âm, vãng cảnh chùa Ngọc trên đỉnh núi Thất Tinh với 299 bậc lên, được xây dựng hoàn toàn bằng khối đá granite lấy từ Ấn Độ. Hòa thượng Thích Thông Tánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từng nhận định với RFA rằng bây giờ đời sống xã hội Việt Nam về mọi mặt đều suy yếu, xuống cấp. Người dân bây giờ quá nhiều khổ đau, cuộc sống bấp bênh nên họ không còn niềm tin vào xã hội mà họ chỉ biết tin vào thần thánh. Theo một số nhà xã hội học, việc tư nhân đầu tư xây dựng những ngôi chùa lớn có tính thẩm mỹ cao ở một khía cạnh nào đó đem lại giá trị văn hóa, kiến trúc cho xã hội. Tuy nhiên, nếu quản lý chùa theo xu hướng thương mại hóa thì thành phản cảm. Sinh hoạt tâm linh vốn khuyến khích con người làm điều thiện. Một khi tâm linh bị thương mại hóa sẽ tạo ra tâm lý ỷ lại cho con người. Thay vì lao động, họ chỉ nghĩ đến cầu cúng để đạt được sở nguyện. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, sự kiện chùa Tam Chúc đón tới 50.000 người trong một ngày cho thấy một sự mê lầm và khủng hoảng niềm tin của người dân Việt Nam, chứ không phải là sự thịnh vượng của Phật giáo. Ngược lại, đó là biểu hiện của thời kỳ mạt Pháp của Đạo Phật ở Việt Nam. Ông nói thêm, những ngôi chùa to lớn với hàng trăm hectare như Bái Đính hay Tam Chúc, như một mạng lưới kết hợp chặt chẽ với các công ty du lịch, cho nên người ta đón khách một cách dễ dàng, đưa đến lợi nhuận kinh khủng. Người dân đi lễ chùa cũng không còn hướng đến Phật Pháp, hướng đến những điều thiện, hướng đến điều chân của Đạo Phật nữa, mà họ đi vào những lời cầu nguyện mê lầm với những mong mỏi về ăn thua và mai rủi trong cuộc sống. Một trong những ngôi chùa được chính vị trụ trì là Đại Đức Thích Trúc Thái Minh xác nhận là ngôi chùa lớn trong nước cũng như thế giới, là chùa Ba Vàng. Ngôi chùa này tọa lạc trên lưng chừng núi Thành Đẳng thuộc phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ngôi chùa này được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là ngôi chùa trên núi có tòa chính điện lớn nhất Việt Nam với diện tích 4.500 m2. Ngôi chùa đang được nói đến nhiều nhất những ngày qua là chùa Tam Chúc, chùa lớn nhất trong Nam Á, toàn khu vực rộng 5.100 hectare, bao gồm hệ thống các công trình văn hóa thể thao được xây dựng mới gắn với hồ Tam Chúc nằm ở thị trấn Ba Sao, tỉnh Hà Nam. Chùa Bái Đính là một quần thể Phật giáo rộng khoảng 540 hectare. Du khách lần đầu đến sẽ choáng ngợp trước sự hùng vĩ, rộng lớn và vẻ đẹp nơi đây. Hiện xã hội đang thiếu bệnh viện, trường học và cơ sở hạ tầng nhiều nơi xuống cấp. Thế nhưng, những người có tiền không đầu tư vào đây mà lại đầu tư vào những khu du lịch tâm linh, chùa chiền. Những ngôi chùa được xây dựng ngày càng to đẹp sẽ đem lại gì cho xã hội là điều dư luận có quyền thắc mắc.